Giờ phút này đây xin trân trọng kính mời toàn thể công các bà, các anh, các chị, nại anh trên, em dưới, con cháu nội ngoại gần xa, nội thân bên cha, ngoại thân bên mẹ, xin trân trọng kính mời công các bà, các anh, các chị về trước linh sàng xếp thành hai hàng để theo anh em trong đoàn nhạc hiếu bước vào chương trình hầu tang vong linh nhân hồn của cụ trong đêm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa vong linh nhân hồn cụ, cũng kính thưa toàn thể trong tang quyến, đúng là tạo hóa xoay vần, nay tử sinh chỉ có một lần mà thôi. Khi cụ còn sống thì có dầu đèn, có điện thắp sáng soi. Nay cụ thắp đi có tiếng kèn, tiếng trống mới coi là trọn đời. Nay các con, các cháu, các chất của cụ yếu nghĩa, cụ ơi, đã mời dịch cụ tang lễ cho con từ Thái Nguyên trở về đây để mang tiếng kèn, tiếng trống được gọi du hồn về. Thầm thương khúc nhạc tình quê, anh em chúng con muôn đội ơn nghề tổ tiên. Xin kính thưa vong linh nhân hồn của cụ, cũng kính thưa toàn thể trong tang quyến. Giờ phút này đây, đêm mỗi lúc dần trở về khuya, được sự trao đổi nhất trí của công là con trai, các bạn, con gái, cũng như dâu hiền rể thảo của vong linh nhân hồn của cụ, để cho phép anh em trong dịch vụ tăng lễ chức quan giới thiệu chương trình hầu tang vong linh nhân hồn của cụ trong đêm nay. Mà đầu tiên đoàn sẽ cùng với toàn thể công các bà, các anh, các chị, nại trên, em dưới, con cháu nội ngoại gần xa, nội thân bên cha cũng như ngoại thân bên mẹ ra trước linh sàng để ba vòng thăm viếng diễu quan để các con kể thành công cha. Đêm sau cuối cụ còn ở trong nhà. Xong đoàn để cùng với các con, các cháu của cụ ra trước hướng án tiền để dâng bát cơm quả trứng để các con, các cháu, các chất của cụ được làm lễ báo ơn. Xong đoàn sẽ trích đoạn người con trung hiếu để đưa cha về bên kia bồng nai tiên cảnh, và sẽ có thuyền rồng của chảo công chèo chở đưa cụ đi thăm các cảnh đền chùa để cụ được mát mẻ tiêu sinh. Bây giờ phút này đây xin trân trọng kính mời toàn thể công là con trai, các bà là con gái, dâu hiền rể thảo, cháu chắt nội ngoại gần xa, nội thân bên cha cũng ngoại thân bên mẹ, ai trên đầu có vành tăng trắng, xin trân trọng kính mời công các bà, anh, các chị về trước linh sàng để cùng với anh em trong dịch vụ tăng lễ cho con sẽ ra trước hương án tiền để hầu tăng vong linh hương một của cụ trong đêm nay. Xin trân trọng kính mời. Một lần nữa xin đã trân trọng kính mời. Toàn thể công các bà, anh, các chị, là anh trên, em dưới, con cháu nội ngoại gần xa, nội thân bên cha cũng ngoại thân bên mẹ, ai trên đầu có vành đăng trắng về trước linh sàng để cùng với anh em trong đoàn bước vào hầu tang vong linh như một cụ ba vòng thăm viếng diễu quan để các con, các cháu, các cắt của cụ được kể lên công cha mẹ ơn đức sinh thành của cụ. Vất vả thì con vì cháu đêm ly biệt cuối cùng của cụ còn ở trong nhà. Thank you.
Vâng, xin được kính thưa vâng đi nhân một của cụ. Bạn đầu tiên để anh em trong đoàn nhạc thiếu sẽ đồng cảm cùng với các con các cháu cụ. Đêm sau cuối cụ còn ở trong nhà để ba vòng thăm viếng diễu quan, để các con được kể lên công cha ơn đức sinh thành của cụ. Đêm sau cuối giờ phút này đây xin phép được bắt đầu. Phật có câu dạy các con rằng: đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ. Phần gánh nặng của cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông cũng không đong đong đầy tình mẹ. Mây trời nồng nồng không phủ kín công cha. Vì sinh các con ra mẹ cha vỡ vả. Cha mẹ đã đem cả tâm thân gầy để che chở cho đời con. Từ nay trở đi cha mẹ khá chẳng còn. Cha ơi mẹ ơi, các con biết lấy gì báo đáp nghĩa đền công ơn? Các con có cha có mẹ thì như mái nhà cứ che mưa che nắng. Cha mẹ ơi, có cha có mẹ thì như bức tường kia ngăn cản bão giông. Đi về qua vòng cha mẹ hiền để tình yêu thương ma lại càng thêm ma đượm đồng. Nhưng từ nay trở đi cha ơi mẹ ơi, cha mẹ khác chẳng còn. Các con biết lấy gì để báo đáp nghĩa đền mà công ơn? Cha ơi, mà công cha thì bằng nước nghi non đi có bằng non ơn cha mẹ. Bây giờ
mà chưa nhổ mà để con mới nhà mới nhà hoa nào ôi con ơi 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 cha ơi còn đông cha mẹ nữa để bà hỏi cha mẹ đã xa xóm xa làng xa anh em con cháu xa cả họ hàng người thân cha ơi mẹ em chín chữ phủ nào các con kể sao cho xuống khi đọc mẹ bao la như biển thái bình còn tình cha thì ấm áp như vầng thái dương cha ơi này cho con đi còn nhớ như ngày ấy nhớ như đêm đi trường đi xa anh bà cha đập đầu con xoay ông từ nay trở đi trên dương gian cha đã quan bóng để
cho các con đi về chỉ còn biết trông ngóng vào ra vượt gọi của quân tìm cha nào đâu có thấy chỉ còn hình ảnh cũ và đèn khuya nhang khói để sớm tối các con đi về bao rồi tiếc thế là từ ấy cha mẹ khóc chẳng còn các con biết lấy gì bao tháng nguyện đầy đầy công ơn biết việc nào mẹ thì chết mắc mười ngày mắc nặng mẹ đông bù bơm ba năm no cho các con từng biết ăn giấc ngủ sách vở học hành để các con tới lớp tới trường được mặc chỉ bằng bằng anh mẹ thì nuôi con bằng lòng sữa ngọt cha nuôi con bằng tôi bàn tay cha ơi để các con hôn hôn từng ngày cơm các con ăn tôi bàn tay cha mẹ tôi nước các con uống tôi bàn tay cha mẹ tôi trời lòng nóng gió từ bàn tay cha mẹ sưởi ấm các con của tôi bàn tay cha mẹ nuôi các con hôn hôn và nay đã trở thành các con cứ tưởng rằng cha mẹ đến tuổi an nhàn ở xương trần để hưởng phúc với cháu con nào cỏ đâu nay cha mẹ khác không còn tuần rượu đứng thơm các con đàn tròn một phần phần cha ơi ôi cội cha ơi giờ cha ở đâu cha ở nơi đâu cha hãy trở I'm
đẹp